Chào mừng mấy fan đã đến với trò chơi Isadit Eco, my friend. Oh shit, Dũng đang lái xe nhưng mà đang gọi là có nồng độ cồn nè. Vừa nhậu nhẹt về, my friend, chết là sắp gây tai nạn rồi. Cái đầu. Hello. Hello. Cái gì đến nhà thương điên vậy? Dù sao đi là đi. Chúc quay những cái thước phim thật tuyệt đẹp và chúc may mắn, my friend. Camera phía sau, my friend. If not, anyone else used it. Oh, and don't forget the night vision battery. Jeez! Ooh, nice. Điện pin nè. Oh, vài cướp. Cái night vision chỉ xài được một lúc thôi mấy fan ạ. Sau rồi nó hết. Mình không được xài liên tục. Chào mừng mấy fan đã đến với Outlast phiên bản Pixel, mấy fan. Cùng là nhà thương điền, cùng là đi quay phim. Nhưng đồ họa hơi 3 chấm một tí. Đồ họa yêu thích của mấy fan thì đúng hơn chứ. Là la, vật lý vài cướp. Outlast làm sao được như thế này? Outlast làm sao cầm đồ lên sóc một thùng rác, đổ rác ra ngoài mấy fan. Coi dùng đồ rác này, đồ rác bừa bãi này. Sóc, thấy chưa? Vật lý chưa? Kêu gọi là nhà phát hành game Outlast với lại mấy đứa chơi Outlast ở đây. Bọn nó hỏi xem có cầm được thùng rác với lại vứt rác như Dũng được không? Đổ 4 miếng rác trong này, người ta mất công lắm mới nhét vào được. Dũng trở thành một người ăn gọi là mất nét, đổ rác khắp nơi, xả rác bừa bãi này, thấy chưa? Được, tí nữa mình gặp con ma mình đội cái này vào đầu nó. Ui, vật lý vài cứt. Cái do cái tivi này nặng quá nên là không bưng được lên cao mấy bạn nào. Bưng được một đoạn cái nó rớt xuống. Ồ, nặng quá, không bưng được. Nặng quá. Tiếp tục là một người sống không có ý thức. Xà rác bừa bãi nào. Xót. Look. Nhìn nè. Đang giữ nút W nè. Sao? Trong đầu mấy bạn hình thành một ý tưởng gì chưa? Dùng tiền rồi đấy. Đây sẽ là vật hộ mạng của Dũng từ giờ đến hết game. Nếu như mình không chụp cái này vào đầu con quái được thì mình ít nhất cũng dùng nó để chặn đường con quái không thể lao đến chỗ mình được. Dũng thông minh quá, cho hỏi làm sao Dũng có thể thông minh được như vậy được không? Câu trả lời đó là gì? Ngoài đời Dũng không thông minh như thế này đâu. Nhưng mà khi mà nói đến game kinh dị ngắn thì Dũng đã có 30 năm kinh nghiệm và một cuốn sách đã viết nhưng chưa xuất bản. Cho nên là ba cái đồ yêu này mà. Gì đây? What the hell? Ai biết tiếng Anh với lại ai có kinh lúp vào đọc cho Dũng tờ giấy này nhanh lên. Tờ giấy này liên quan đến cốt truyện game đấy. Đúng vậy, hai tờ giấy này liên quan đến cốt truyện game này. Mình sẽ để đây cái bàn này, gần một chai nước ngọt với lại một ly nước. Bạn nào có kinh lúp và gọi là tiếng Anh 5/10, à lộn, 10/10 chứ. 5/10 thì mình đây rồi. Vui lòng đến cái địa chỉ mà tí nữa Dũng sẽ nhắn trên kênh chat. Cộng với lại vào nhà thương điên này, ok. Dịch cho Dũng, Dũng sẽ đứng đây đợi. Nhưng mà thôi, chờ mấy fan lâu quá. Trong lúc chờ đợi mấy fan mình lượn cái đã. Shit, sao lại vẫn đi qua được? Không được, đứng lên coi. Đó, đúng rồi. Không được rồi, thùng rác này mất dạy rồi. Thùng rác này nếu mà nó đứng dọc á thì mình còn lấy được. Chứ nếu đứng ngang thì mình vẫn đi lên được mà. Được kìa. Không được. Xem mình đi qua ghế được không? Đi xuyên ghế luôn chứ không phải. Ghế mất dạy. Thế hell, ghế có như không ấy. Rồi thằng nào mà ngồi lên đây để dập mông chết à? Thôi, tiếp tục quay lại với thùng rác vậy. Nhà báo Lê Văn Dũng đây. Có ai đây không? Có vẻ như là không. Cái gì đây? Cái gì đấy? Không biết. Ghế này ấy được không? Yes! Thế nào? Ghế này cũng cứng lắm. À lộn, nặng chứ. Không bế ghế lên được. Đẩy được thôi. Shit, thế thì mình đâu cần nó. Đứng lên nó được không ta? Không có nút nhảy à?
Game có nút nhảy nha mấy friend. Thật là bất lực. Nếu mà nhảy lên đây được thì mình sẽ ngồi trên cái ghế này từ giờ đến hết game. Mình lại không vừa ngồi. Game này nó vật lý theo cái hơn cái game hôm bữa là không đứng trên cái này là cầm cái này lên được, chứ không là mình bay lên nóc nhà rồi. Game nó tính cả trọng lượng của mình lên trên cái thùng rác này, nên là bây giờ cầm lên là không thể được. Có vật lý đấy. Rất tốt, rất tốt. Mình vô cần thùng rác. À đâu, đâu cần mẫu rác này. Mấy fan hỏi Dũng đang làm gì thì Dũng đang test vật lý trong cái game này, ok. Đừng thắc mắc. Cho đứng lên được. Ờ được rồi nè. Đứng lên coi bạn Hiệp. Nice. Nice, 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 very nice. Let's go. Không đi được. La la. Đi được rồi mấy fan. Đợi xíu để mình unstuck cái này. Stuck rồi. Kẹt rồi. Deja vu. I just been in this play before. I got on the street. And I know it's my time to go. Nhìn tật nguyệt của mấy friend ạ. Giờ mình sẽ đi vào trong này, ok. Với sự bảo hộ và bảo vệ của cái này, ok. Follow me, my friend. Máy rồi. Hello. Sorry to bother you, but... Xin lỗi để làm phiền. Tôi nghe lời đồn. Nơi này bị áp. Không có sóng. Ok. Địa điểm hiện tại bây giờ không có sóng nha, my friend. Nặng vai cứt. TV này lặng lắm. Khó lắm mới nhấc lên được 1 cm. Tôi đi ra đi. Tí nữa kẹt đường mình mất. Đi ra coi. Ra coi. Từ ma ơi. Bạn ma nào đang khó thì đợi mình tí, mình bị kẹt mất rồi. Mình từng xách cái TV này vào làm chướng ngại vật chặn bạn ma lại được, nhưng mà mình đã lầm. Game này vật lý hơn mình tưởng. Mình xin lỗi, mình biết lỗi rồi. Ok, thank you. Cần cầm một cái thứ gì nó vừa tay. Mình vừa bay lên cái mấy bạn. Khi mà nó hiện hình nắm đấm á, lúc đó mới kéo nó lên được. Nhưng mà càng kéo nó lại càng đưa mình vào góc tường đi. Help me. Tôi giới bạn có thể cứu tôi được không? Đúng rồi, đẩy nó ra đi. Đẩy nó ra đi. Mạnh mẽ lên tờ giấy. Cố lên tờ giấy. Mình tin bạn. Bạn sẽ làm mình hết bị kẹt. Wow. Game này ngày bình thường chơi 5 phút xong rồi Dũng nó còn kẹt ở đây mấy friend. Dũng còn chưa đến vào được cái ống thông gió để hiểu xem là nội dung game nó nói về cái gì mấy friend. Con ma trong đó làm sao. Dũng còn đang cố gắng cầm một tờ giấy để đẩy một chiếc TV ra để hết bị kẹt. Đúng là người chơi game 30 năm có khác. Ra cái. Oh yes. Wow. Qua đây chúng ta mới thấy được mấy friend. Một tờ giấy không phải giống như mấy friend thường nghĩ, ok. Một tờ giấy luôn luôn có cái chức năng của riêng nó. Nếu như người sử dụng nó gọi là biết sử dụng nó đúng cách mấy friend. Giống như John Wick vậy. Cầm một tờ giấy mấy friend, gấp thành một con hạc hay là con chim gì đó, sọc phát là mấy friend đi vào cổ gọi phọt máu đã chết tê lên. Đừng coi thường một tờ giấy nha mấy friend. Tay mình thì không thể đẩy chiếc tivi được, nhưng mà tờ giấy này thì có đấy. Không phải tờ giấy bình thường đâu. Tự nhiên mình cho TV ra giữa đường chi, nó kẹt đường gì hết. Ok, ra rồi đó, vất vả quá. Gì đây? Ok. What the fuck? Hình như mấy thứ này không nên dùng bây giờ đúng không ta? What the hell? Mình làm được 4 lọ thuốc với lại một cái băng địt mấy friend. Mình đi chơi Resident Evil à? Cái này vừa tay này. Let's go. Không. Mình phải trung thành với thùng rác. Không thể bỏ bạn ấy được. Chỉ vì một phút sai lầm, my friend. Mãi mãi trung thành với thùng rác. Gì đây?
Ai vậy? Bạn ở trên chat nằm đó rồi. Hello. Đợi xíu mình lấy thùng rác rồi mình cứu bạn, ok? Bạn ấy đang bị kẹt, my friend ạ. Wow! Bạn ấy bị John Wick giết. Chắc chắn là John Wick luôn. Mấy cây bút chì đâm vào mặt kìa. Vừa nhắc đến John Wick gấp con máy bay bằng giấy chọt vào cổ mấy friend. Thì bây giờ John Wick cầm bút chì cắm vào mặt mấy friend. Mình gỡ ra được không ta? Không gỡ ra được. Ôi ôi. Hello. Tự nhiên tâm ván là chi má. Mình gỡ tâm ván ra nha. Với hy vọng là có thể giúp bạn ấy sống lại mấy friend. Nhưng có vẻ như là không. Bác sĩ bảo không cứu được. Quá muộn rồi. Tim đã ngừng đập khá lâu rồi. Oh shit, tay của bạn ấy còn đây này. Mình để ý là bạn ấy mất đi một tay rồi đấy. Cầm lên được không? Cái gì chuột trái là đánh thường mà chuột phải là đánh mạnh my friend, còn tốn mana này chứ. What the fuck? Game gì này? Resident Evil à? Mà đánh cái gì mới được chứ? Đánh ai? Ok, thấy rồi nha. Đánh mạnh đấy, mình đang đánh mạnh đấy. Tốn mana lắm. Ủa, nó có tay đâu. Quỷ quá, mấy con vậy? Nhớ bạn là gì mình, bạn là gì mình? Bạn là gì đường mình? Đến đây, ngon đến đây. Ngon vào đây đấy. Để đội này vào đầu bạn này, làm nhục bạn trên cái chat. Bạn vui lòng đứng im để mình từ từ điều chỉnh lại cái này cái. Đẩy lại mày friend. Wow, shit rồi, bạn ấy đã bị làm nhục bởi Dũng. Gió đâu thổi mạnh quá vậy? Xin mời, vô đây đừng cụt rồi. Lùi lại coi con lại. Lùi lại. Tuổi gì đánh được Dũng? Ai cho đánh mà đánh. Lật cái này lại coi. Nice. Rồi lại đây. Lại đây bình thường. À, đừng con chó này. Mình mà bình thường mà cuối cùng bạn đánh mình. Bạn làm đỏ màn hình của mình rồi đấy. Nào lại, mình đội này lên đầu là đẹp lắm, đẹp lắm. Đội lên tăng sức tấn công lên 50%. Mình thề. Item rất là hiếm. Được quần lợn khó ưa này. Hai vậy. Hello. Hai bạn luôn mình đang. Chắc mình bị giết một bạn rồi. Chứ bây giờ hai bạn mà cùng lao vào mình không chơi nổi. Bạn nào muốn chết đây? Oh shit. may quá. Dũng cảm thấy khá rồi mấy bên. Cảm ơn mấy bên đã không hỏi. Chặt đường này. Boom. Nghe chưa? Vật lý chưa? Đâu qua được đâu. Mình tự chặn đường mình luôn mấy bên. Thay vì này là mình có thể chạy đường tròn thì bây giờ mình tự chặn mất một lối đi của mình rồi. Shit. Rồi ok, một bạn chết rồi đó. Thùng rác của mình bên kia rồi. Giờ mình không qua bên đó được. Ra phụ một tay cái nặng lắm. Lại đây cái. Nặng vài cứt. Đứa nào làm cái tivi to và nặng vậy. Thế kỷ vậy à! Lại mắc méo râu. Thế kỷ bao nhiêu mà làm tivi nặng thế. Bây giờ tivi LCD mấy friend. Nhẹ như là tờ giấy. Một tay có thể cầm ba cái được. Tivi ngày xưa làm cho mấy thằng trộm nó vất vả ghê mấy friend. Thời xưa đi ăn trộm đâu có vui vẻ gì đâu. Đi trộm ngày xưa hai thằng mới trộm được một cái tivi mày friend. Tại vì nó nặng quá mà. Cuối cùng cái này có đội vào đầu bọn này được không ta? Giống như là không ấy. Không được. Mấy thằng đầu bò này. Dùng buồn lắm mấy friend ạ. Cần phải tìm một cái thùng to hơn.
chơi nè, không giận nè. Gà gà Bada bing hả? Nó bị cụt tay à? Ở mình không thấy, mình không để ý. Xin lỗi lùng của dội. Wow, bà này bị khay đồ ăn chặt ngang người này. Ghê vậy, chắc chắn John Wick giết mình này. Chỉ có John Wick mới kỹ năng cao như vậy được. Mấy con ma thì biết cái gì? Hả? Cần một số vật phẩm sau đây. Một cái băng keo my friend, một một đống pin với lại một cái dây. Là xeo. Là sửa lại điện là phải tốn chừng đó hả? Ok. Holy shit, bạn này nếu mà còn sống là bây giờ bạn này hơi bị ấy luôn my friend ạ. Hơi bị nổi tiếng luôn á, tại vì bạn này có ba cái tay lại nè, một tay này, hai tay này. Ba tay này ok. Rất tiếc là bạn này đã chết trong một cuộc gọi là thảm sát đẫm máu nào đó. Cable nè, battery nè, thiếu duct tape. Giờ chỉ cần thêm một cái cuốn băng keo nữa là mình có thể sửa được cái kia. Trời hả? Để bộ là game kinh dị dài thật rồi ta. Hello? Batch of battery my friend, một đống pin. Thiếu cái băng keo này. Trong này có không biết. Gì vậy? Có gì sáng sáng bên kia? What the hell? Mình bị sập xuống này đâu lên nó được nữa. Này mình đang bò bò lên đây có một cái tấm ván cho để nó sập xuống này. Tờ giấy rồi, có tờ giấy không? Cái khay này cũng được. Let's go. Chúng ta sẽ chơi skip. Skip gì vậy Dũng? Đó là người bình thường á, thì họ sẽ dành ra bao nhiêu phút thời gian cuộc đời đó để chơi một cách đàng hoàng và đến được cái khúc hồi nãy theo một cái con đường nào đó mà nhà phát hành game định sẵn ok. Dũng thì không phải là con người như vậy. Dũng quyết định sẽ tự tạo cho mình một con đường của riêng mình my friend. Vì sao? Cuộc sống mà, chúng ta phải nắm bắt số phận của mình my friend. Đừng để người khác định đoạt nó ok. Ok. Yeehu. Hình như ngoài này không được mấy bạn. Đi vô trong này có vẻ được này. Jeez, sao nãy giờ mình biết là cái này nó khỏe hơn cái kia. À, xin lỗi anh bạn nha. Mình đang làm một công việc rất là quan trọng. Ok. Cho mình mượn đôi bờ chân của bạn tí nào. Ok. Mệt ghê, đổ hết mồ hôi rồi. Bên đó là một cái rìu nha mấy friend. Mình có thể nhìn thấy một cái rìu bên kia. Nếu như người bình thường thì nãy giờ họ đến nó lâu rồi. Tại vì họ chơi theo kiểu bình thường á. Mà Dũng thì hơi khác thường một tí cho nên là Dũng mới đang ở đây ok. Ok. Yes. Ơ, đứa nào để cái chân bàn mất dạy vậy? Buồn ghê con. Không có cái chân bàn này mắc mình là mình qua được rồi. Ghê. Ơ mà khoan. Ơ, tại sao ngay từ đầu không kéo đồ vào đây để làm một cái đường lên này cho nó luôn nó nhanh my friend. Trời đất ơi. Lùng của dối my friend. Sao mình lại không nhìn ra con đường nó ngay từ đầu? Alo? Yes. Nice. Wait what? Ok, bằng một cách thần kỳ nào đó mà Dũng đã lên được đây ok.
Ba da bum la ba da bim, ba da bim la. Sau bao nhiêu cố gắng, thank you Tai Hen my friend, đã tin mình my friend. Và rất nhiều bạn khác này giờ vẫn đang ngồi đây và tin Dũng my friend. Khá nhiều bạn không tin Dũng đã bỏ đi rồi. Nhưng mà mình nói rồi, người thành công luôn luôn có lối đi riêng my friend. Mặc dù lối đi riêng nó hơi tốn thời gian một tí. Secret file nghe chưa, secret nghe chưa, bí mật. Nhà phát hành game nó cố tình gài vào đây cho mấy friend thấy bí mật. Hả? Secret đó hả? Ờ? Thế bây giờ mình phải đi lại à? Cái này buồn ghê con. Thôi cũng đẻ. Ít nhất là mình cũng tìm thấy bí mật rồi mấy friend. Đổ hết cả mồ hôi mấy friend. Cái giá gọi là, không phải là cái giá, cái kết quả mà đạt được như vậy mấy friend, đây có xứng đáng với công sức bỏ ra không? Rất là xứng đáng mấy friend. Dùng được có cái skill rồi cái okay. Ý gì cho cho. Bây giờ thiếu cuốn băng keo này là được. Băng keo này. Bây giờ mới thấy. Mình sửa xong cầu chì rồi nha mấy friend. Cánh cổng được mở ra. Và bây giờ dùng nó mạnh hơn trước rất nhiều mấy friend. Vì sao vậy? Hả? Bạn có thể lẻn xung quanh kẻ thù à? Lẻn làm cái cục mít gì? Mình có vũ khí mạnh như thế này mà đi lẻn là sao? Game đừng có chỉ tầm bậy mấy friend. Người mạnh mẽ chơi game 30 năm không có chơi lẻn. À, ghê chưa, mạnh chưa, mạnh chưa, mạnh vài cướp. Nhà gió, nhà gió, vũ khí mới mày vẹn. Ui ôi, hai hit chết thằng kìa. Mạnh vai. Hết thể lực rồi, không chém chuột phải được nữa, phải chuyển qua chuột trái. Bây giờ chỉ có hết game thôi chứ. Keypad require a code, phải có mật mã. What? Okay. Nhân vật mới hồi ức xong mày friend, mới nhìn thấy quá khứ đen đen tối của ai đó. Help, cứu với. Không. Mật mã là gì biết? Hello? Cái nhìn đêm nó giống như không nhìn ấy. Có như không có vậy. Còn gì đây? Đâu vậy cứt? Bước hết vào đây! Dũng đã có rượu rồi, Dũng không phải là Dũng của ngày hôm qua đâu mấy friend. Tuổi, tuổi, tuổi. Sao không chuột phải được? Thanh thể lực hiện chỗ nào mình không biết, nhưng mà lúc bấm chuột phải được lúc không. Nhân vật bị mệt thế sao ấy? Mấy hộp màu xanh mình có thể đầy được ok. Nhưng mà vô đây để làm gì chứ? Bạn có thể leo lên cái màu xanh được hả? Bằng cách bấm chuột cách, cách. Sao giờ mới nói? À không, chỉ có mấy cái màu xanh mới leo lên được. Wow. Ok. Giờ sao? À, vứt này ra. Wow, game vật lý vậy, kích mấy bạn thấy không? Lấy cái sẻng đập cái kia rớt xuống rồi vứt ra xong bắt đầu nhảy lên, nó đặt sẵn tivi cho mình leo lên luôn kìa. Tuyệt vời vãi. Game đỉnh đấy. Game có chiều sâu mấy fan, có đầu tư về vật lý này nọ. Hello Tuấn Quyền. Hello, có gì hot? Không biết. Mình xin cái chìa khóa cái đà này.
Yeah. Tỷ vị. 1160 my friend. Tiếng gì vậy? Đây là đâu? Đâu là đây? Ủa nó đâu ra vậy? Con này nhớ chết rồi mà. Cái gì đây? What? Nè. Cái này làm sao mà bằng cái rìu của mình được? Mình đâu có ngu mà đi đổi cái đó lấy cái rìu của mình vậy friend. Ba đồ cùn cùn nữa. Hello, khỏe không? Có cái chỗ nhập mật mã đâu rồi ta? Nhớ là có chỗ nhập mật mã mà hề. Ether. Đó. À đây rồi. Hình như đây game cái gì dài rồi mấy friend ơi. Có chỗ lưu game, có chỗ đồ này nọ kìa. Gì á? Đứa nó phun gì lên đầu mình nhé. Chết cha rồi. Dùng ngất rồi nha mấy friend. Chấm mà hỏi e cái gì đây n what. Đầu tiên là người thầy giáo, sau đó đến người Christian là chúng ta người theo đạo à, tiếp theo là người phi công và cuối cùng là người giáo viên. Không hiểu. Thầy giáo, người theo đạo, giáo viên với lại đức vua. Duvalit gì đây? 1267. Ở phía bên kia. What? Giày đố gì đây? Làm sao biết xác nào là thằng nào? Người đâu còn nhìn ra mặt ở đâu. Giờ vợ con cũng chả biết nó là ai chứ đừng có nói là mình. Làm sao biết đó là đức vua, thầy giáo hay phi công hay là người theo đạo chứ đức. Ghê ghê. Mộ thì một đống mày friend. Leo nát. À, kế hoạch để gửi người khác lên bầu trời chưa bao giờ được nhìn thấy kết thúc. Vậy thì chắc thằng này thằng phi công này. Ok. Gợi ý được ẩn giấu đâu đó mấy friend. Chấm hỏi nè. Chấm hỏi nè. Chấm hỏi. Chấm hỏi. Phi công mình tìm thấy ở đây rồi nè. Mình đang ở đây nè. Giải mã xong nó sẽ mở nhà thờ cho mình nè. Ok. Ok. Bây giờ phía bên nhà thờ bên phải này có một cái gì nữa. Đây rồi. Ai đây? Joachim mấy friend. Vị giáo viên của tất cả ngôn ngữ. Giáo viên đầu tiên bấm vào đây nè. Tiếp theo là người theo đạo hả? Người theo đạo chắc bên này. Christian mà. Tiếp theo là phi công mấy friend. Phi công thì là thằng này rồi. Giấc mơ lên bầu trời là chỉ có phi công là đây thôi. Và cuối cùng là đức vua, my friend.
Mình không biết tại sao đây là đức vua luôn á. Chúa mới biết được. Sao mà biết đây là đức vua vậy ta? Nó chỉ ghi là Duvalis. Này chỉ có phương án loại trừ thì cho biết hết bọn kia là biết đây là đức vua chứ. Chả biết đây là đức vua được. Xong rồi mấy friend. Let go, let go. Hello. Sao kỳ quá vậy? Alo, đức vua dưới này mà. Lúc vừa rồi, mấy friend. Đức vua là đã... Không phải đức vua đó đâu. Đức vua đây nè. Đây mới là đức vua mày bên anh. Nè, nhìn mặt thấy đức vua không? Lợn, dũng bị lợn. Lấy được chìa khóa đâu chứ? Hồi sinh lại. Ủa? Ai trói mình rồi? Incense Echoes. Và đó là game sự điên loạn vang vọng. Game cái gì ngắn nha mấy friend, không phải game cái gì dài, dùng đã lầm. Game địch của địch mấy friend, tuyệt vời. Ước gì game dài hơn hả? Yes, nhưng mà thôi ngắn đấy được rồi mấy friend. Dài nữa thì nó bắt buộc phải có thêm cốt truyện rồi phải thêm nhiều thứ vớ va vớ vẩn đồ này nọ lắm. Cảm ơn mấy friend theo dõi, ok. Chúc mấy friend một ngày tốt lành. Xin chào và hẹn gặp lại.